tiếp này, lau cái đầu chân mày bên này đi, xem mình đi kiểu gì, mình sẽ làm y như vậy, đi kiểu bên kia. Bây giờ mình sẽ phải ôm theo mấy cái đường tóc này. Nhìn này, đường tóc nó đang ở đây. Tiếp theo này, những đường cái này mình chỉ làm ôm theo đúng cái tóc thật của nó thôi. Okay, yeah. Yeah, fine, thank you. Yeah. Okay, những cái sợi này, cái sợi mình đang làm sợi chính rồi đúng không? Sau khi cái sợi chính mà mình đã tạo xong rồi ấy, thì mình sẽ đan những cái sợi kép ra rồi. Nhớ nha, lau cái đầu bút, tại cái đầu bút nhiều khi nó cạo ra những cái lớp da của khách hàng cho bên ngoài. Này, một sợi này. Đi một sợi nhỏ. Đi sợi nhỏ. Chị Phương nhìn rõ được không? Rõ ra. Sau sau đó mình vén nó xuống. Ok, xem cái sợi đầu mình có cần được thêm cái gì không. Sợi đầu ra chút xíu. Rồi bắt đầu chạm ngược, chà ngược nhé, chà ngược nhé. Trà ngược lên thì mực cũng như vô được vào những cái sợi mà mình vừa muốn làm. Sau đó bây giờ mình sẽ cho tê.
một giọt nha, một giọt mọi người cho tay thấm thấm như này. You might feel sting, you see it? Okay. Yeah. Và nói với khách hàng nó có phải nó hơi bị sốt chút xíu. Rồi, chị tắt đi.